vâng. Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ. Các bác mà đang theo dõi cập nhật được cái video này của em, các bác quan tâm muốn đặt mua sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200 nhé. Trước tiên là ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác về một số các mẫu máy khoan bê tông. Đấy, khoan bê tông 3 chức năng thì bên em có rất là nhiều mã để cho các bác mình được thoải mái lựa chọn. Một cái mã đầu tiên sẽ là một cái con máy bê tông của hàng Deadtone chính hãng. Con này nó sẽ công suất cực đại là 1050W. Em sẽ mở phía bên trong để cho các bác tham khảo về đầy đủ trọn bộ cái sản phẩm này nhá. Trước tiên là các bác mua về thì nó sẽ có một cái hộp đựng máy. Đấy, cái hộp màu đen cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này cho em. Phía bên trong thì các bác sẽ có đầy đủ trọn bộ sản phẩm, bao gồm có một máy và đầy đủ mũi khoan mũi đục đi theo. Đây, để em sẽ cho các bác xem về hình thức của máy nhé. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Và cái này nó là hàng Deadtone chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ yên tâm nhé. Mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn nha. Đây, để em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về máy. Đấy, đây là hàng Deadtone nhé, hàng Deadtone chính hãng, logo dập lửa như này cho em. Máy này thì sẽ là máy điều chỉnh được 3 chức năng và có chế độ này, có đảo chiều đây. Máy thì sẽ là máy đầu gài nhé. Đấy, các bác sẽ sử dụng mũi đầu gài, mũi khoan, mũi đục rất là ok. Con này nó sẽ có công suất là 1050W này các bác này. Đấy, vòng tua là 1180 vòng trên 1 phút và các bác sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V nhé. Một cái con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Phụ kiện đi theo rất chi là đầy đủ cho các bác này. Trước tiên là các bác sẽ có này. Đây, nó sẽ có 3 mũi khoan và 2 mũi đục nhá. Đấy, mũi đục thì là các bác sẽ có một mũi đục bằng này. Đó, một mũi đục nhọn này các bác này. Một mũi đục bằng và một mũi đục nhọn nhá. Tiếp theo là sẽ có 3 cái mũi khoan cho các bác luôn. Để em sẽ mở phía bên trong để cho các bác xem là mũi khoan bao nhiêu. Đây, mũi khoan này là mũi khoan 6 này. Đó, mũi khoan 8 này. Tiếp theo thì đây sẽ là mũi khoan 10. Các bác sẽ có 3 mũi khoan bê tông và 2 mũi đục cho em. Máy đầu gài nhé. Máy đầu gài là các bác cứ lắp những cái mũi khoan đầu gài như thế này là ok này. Và các bác còn được tặng kèm theo một đôi chổi than như này nữa. Thì hôm nay với cái con máy khoan bê tông của Deadtone hàng chính hãng như này, máy 3 chức năng cực kỳ là đẹp và chắc chắn, bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình với mức giá là 1.150.000 đồng thôi nhá. Đấy, các bác mà quan tâm cái mã này các bác gọi xem là máy bê tông của 3 chức năng Deadtone. Đấy, máy Deadtone 3 chức năng giá cho các bác là 1.150.000. Đấy, mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này luôn cho em. Đó, có máy và tay cầm đầy đủ luôn cho các bác. Giá chỉ có 1.150.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là hấp dẫn, em bao giá toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì là ngày hôm nay thì em còn mấy cái bộ khoan của Boss nhé. Đây là khoan bê tông của Boss này các bác này. Cái bộ này vừa qua là em có cái lô máy là nó bị vỡ hộp ý. Em thanh lý cho các bác là 650.000. Đấy, hôm nay nó còn độ 2-3 cái nữa. Nó còn có một số hộp là nó chưa bị vỡ nhá. Thì là em sẽ gửi cho các bác có cả hộp đựng luôn. Đấy, cả hộp đựng luôn thì là riêng với cái bộ Boss này này. Cái bộ Boss này thì nó không có mũi khoan mũi đục đi theo. Các bác chỉ có máy và tay cầm thôi. Đấy, cái mẫu máy của nó thì cũng rất chi là đẹp và chắc chắn luôn cho các bác. Máy thì sẽ có một cái tay cầm như này. Mũi khoan mũi đục thì là không đi theo thôi nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có công suất là 800W này. Đấy, con này công suất là 800W. Máy vẫn là máy 3 chức năng. Đấy, vẫn là máy 3 chức năng. Có đảo chiều và máy đầu gài cho em. Đấy, vừa qua thì em có cái lô là thanh lý cho các bác là vỡ hộp không có hộp đựng thì là 650.000. Đấy, bảo hành cho các bác 100% là dây đồng ruột dài luôn. Đấy, thì với cái mẫu máy này thì sẽ là 650.000 là không có hộp đựng. Tuy nhiên là ngày hôm nay em còn sót lại 2-3 cái là nó hộp nó chưa bị vỡ thì là em sẽ thanh lý luôn cho các bác. Các bác lấy nguyên cả hộp nhé, có cả hộp đựng máy. Đấy, cái hộp đựng máy nó rất chi là dày dặn đẹp như thế này. Giá cho các bác là các bác lấy cả hộp sẽ là 720.000. Đấy, 720.000 là sẽ có cả hộp đựng máy và kèm theo có máy cộng với tay cầm cho các bác. Đây, máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhé. Cái này các bác gọi cho em là máy khoan bê tông Boss, không lấy hộp thì là 650. Đấy, còn cái đợt là em còn 2-3 cái là có cả hộp cho các bác thì là 720. Đấy, còn bác nào mà thấy là 720 thì cái giá cao, mình chỉ cần cái con máy bình thường để làm gia đình, giá hợp lý thì các bác có thể là bớt lại cái hộp. Thì không lấy hộp thì em tính là 650 nhá. Còn hôm trước mà những bác nào mà đã mua máy không hộp rồi mà các bác chưa có hộp ý, thì em
Em này nó còn mấy cái hộp em nhặt ra nó chưa vỡ thì là em sẽ bán cho các bác luôn, giá là 70.000 nhá. Đấy, nguyên một cái hộp như này là 70.000. Đấy, còn bác nào mà lấy không hộp thì sẽ là 650, lấy có cả hộp luôn này, em tính giá hữu nghị cho các bác là chỉ có 720 thôi. Đấy, cái mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Và em nhắc lại với các bác là cái số lượng nó còn rất là ít, nên là bác nào mà đang cần quan tâm đến cái mã này thì là các bác phải nhanh tay đặt hàng, vì không phải là nó hết thì là cực kỳ là tiếc luôn. Vì cái sản phẩm này không phải lúc nào cũng có đâu các bác. Đấy, giá một cái mức giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, các bác mà quan tâm mã này thì nhanh tay chốt nhé. Vì các bác lưu ý cho em là cái mã bốc này thì nó còn rất chỉ là ít nha các bác nhá. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác cái con máy của Saikyo. Đây, đây là cái dòng bê tông của Saikyo. Đấy, con này thì nó sẽ có model là SK2603. Con này công suất cực đại là 1050W. Đấy, cái này là hàng thương hiệu chính hãng nha. Hàng thương hiệu chính hãng Saikyo, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản và được lắp ráp ở Trung Quốc. Một cái con máy hàng không chi thì là đẹp và chắc chắn như thế này. Đấy, các bác nhìn từ bên ngoài nó đã dập nổi thương hiệu Saikyo rất là đẹp như này luôn. Về bên trong này các bác này, về bên trong thì nó sẽ có đầy đủ trọn bộ như này. Các bác cũng vẫn có bao gồm là một máy này, hai mũi khoan và ba mũi đục, kèm theo một đôi chổi than nhá. Đấy, kèm theo một đôi chổi than dự phòng giống như cái con đất tôn màu xanh vừa lẫy luôn. Đây, đấy, đây là máy Saikyo này. Saikyo thì là phụ kiện đi kèm như máy đất tôn luôn các bác nhé. 3 mũi khoan, 2 mũi đục và 1 đôi chổi than. Đấy, con này thì hàng chính hãng, logo dập nổi rất chi là đẹp luôn. Máy 3 chức năng và có đảo chiều cho các bác. Máy đầu gài nha các bác nhé. Đây, mẫu mã rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Cái mã này ngày hôm nay em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với mức giá là 999.000 đồng. Đấy, 999.000 đồng. Các bác được hỗ trợ miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, mẫu mã rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này luôn. Đó, các bác chốt cái mã này thì các bác gọi cho em là máy bê tông của Saikyo. Con này công suất của nó là 1050W nhá. Công suất cực đại này các bác này. Đấy, máy 2-26 nha. Vòng tua 1180 vòng trên 1 phút. Giá cho các bác chỉ có 1, bao gồm cả phí ship rồi về đến tay cho các bác chỉ có 999.000 thôi. Đấy, số lượng có hạn nên là các bác nhanh tay chốt đơn thì là các bác sẽ có đơn hàng. Giá cho các bác là 999.000, máy bê tông của Saikyo nhá. Đấy, tiếp theo là em sẽ tư vấn cho các bác một cái mã sản phẩm này. Vẫn là một con máy khoan bê tông cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Và tất cả những cái sản phẩm này nó sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V, rất chi là tiện lợi cho các bác nhé. Đấy, thì cái con này thì cái tên của nó hơi khó gọi một chút này. Đây, cái này tên nó hơi khó gọi nên là khi mà các bác chốt cái con máy này, các bác gọi trên là máy bê tông màu đỏ đi. Đấy, máy bê tông điện màu đỏ. Đây, cái tên của nó như này nhé. Đấy, các bác đọc giúp cho em về cái chữ này là chữ nước ngoài, nó hơi khó đọc một chút nên là em sẽ quay chi tiết để cho các bác đọc được cái thương hiệu của máy nhá. Cái hộp của máy thì nó sẽ màu đỏ như này, rất chi là đẹp và chắc chắn này. Em sẽ mở phía bên trong để cho các bác quan sát để chọn bộ sản phẩm cái máy này nhá. Đấy, cái bộ này thì cực kỳ là đẹp luôn. Nó vẫn sẽ tặng kèm cho các bác đầy đủ 3 mũi khoan, 2 mũi đục như này và 1 đôi chổi than luôn nhé. Phụ kiện rất chi là đầy đủ này. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác cái mẫu máy luôn. Đó, cái mẫu này thì rất chi là đẹp này. Đấy, nó có tem 7 màu này, tem 7 màu chống hàng giả nhá. Và với cái con máy này thì nó sẽ là máy 3 chức năng. Đây, con này thì nó sẽ đảo chiều đây nhá. Nó đảo chiều phần công tắc này. Đó, và công suất máy này các bác này, công suất máy là 800W nhá. Công suất máy là 800W. Đấy, cái mẫu mã rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, thì cái mã này nó sẽ có mức giá là 999.000 thôi. Đấy, công nghệ Korea đây này các bác này. Đấy, hàng Korea. Mẫu mã rất chi là đẹp luôn. Cái mã này thì các bác gọi cho em là máy bê tông màu đỏ nhá. Đấy, máy bê tông màu đỏ, cái này sản xuất theo công nghệ của Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 999.000. Bao đẹp cho các bác luôn. Đó, với những cái máy hàng công ty chính hãng này thì bao cho các bác làm công trình chinh chiến thoải mái cho em, cực kỳ là ok và tiện lợi luôn. Đấy, cái mã này thì các bác gọi cho em là máy bê tông điện màu đỏ nhá. Giá cho các bác là 999.000. Đấy, máy bê tông thì bên em có rất là nhiều mã để cho các bác thì mình được thoải mái lựa chọn đủ các loại sắc màu. Đấy, các bác có thể là chọn màu theo màu phong thủy nhá. Đấy, em còn có cái bộ này nữa. Cái bộ này thì cái tên của nó cũng hơi khó gọi này. Đấy, em sẽ biết
cho các bác luôn. Bộ này thì các bác gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh nha. Máy khoan bê tông màu xanh. Đây, cái mã máy này. Đấy, cái tên máy nó như này nha. Cái bộ này thì nó sẽ màu xanh. Đấy. Bộ này thì bao đẹp cho các bác luôn và giá của nó cũng rất là hợp lý. Để em sẽ mở phía bên trong để cho các bác tham khảo luôn về đầy đủ chọn bộ luôn nhé. Đấy. Cái mẫu máy của nó rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Cái này thì bên trong thì nó sẽ có đầy đủ chọn bộ này. Đấy, hộp đựng máy màu xanh. Và phía bên trong thì cũng là một con máy màu xanh rất là đẹp và chắc chắn luôn. Phụ kiện của cái con này thì nó sẽ có 2 mũi đục và 3 mũi khoan này các bác này. Kèm theo một đôi chổi khoan này nữa. Đấy, một cái thước đo ly này. Đây là cái mẫu mã này. Đó. Con này thì nó sẽ là máy 3 chức năng nha các bác nhá. Máy 3 chức năng và có đảo chiều đây. Đó. Công suất máy sẽ là 800W này. Máy 2-26. Vòng tua là 900 vòng trên 1 phút nha các bác nhá. Đấy, máy 2-26 này. À, chạy điện trực tiếp 220V và tần số là 50-60Hz. Một cái con máy 3 chức năng có đảo chiều đầu gài cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Đấy, thì hôm nay em sẽ thanh lý luôn cho các bác với mức giá là 999.000. Đấy, bác nào mà chốt cái mã này thì các bác gọi cho em là máy bê tông màu xanh. Đấy, con này thì nó cũng sản xuất theo công nghệ của Hàn Quốc nha các bác nhé. Đấy, mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn cho các bác nhà mình. Chỉ với mức giá là 999.000 thôi là các bác đã sở hữu một cái con máy khoan bê tông cực kỳ là đẹp và chắc chắn cho các bác. Đấy, ngày hôm nay thì em có rất chi là nhiều màu để cho các bác thoải mái lựa chọn. Đấy, bác nào mà hợp màu làng, đấy các bác muốn chọn màu theo phong thủy thì các bác thể chọn màu nhá. Đấy, còn không thì các bác có thể lấy bất kỳ một cái mã làng. Mã nào cũng đều sử dụng rất chi là ok. Nên là các bác yên tâm. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết cho các bác một cái mã máy. Cái con này thì cái màu của nó sẽ là màu vàng. Đấy, con này thì nó là hàng của Hukan nha bác. Đấy, con này là hàng Hukan chính hãng, cực kỳ ok cho bác luôn. Đấy, thì cái mã này công suất của nó sẽ là 1050W và vòng tua là 1180 vòng trên 1 phút. Để em sẽ quay chi tiết phía bên trong cho các bác tham khảo luôn về đầy đủ chọn bộ sản phẩm nhé. Đấy, con này thì nó cũng sẽ có đầy đủ chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn là theo rất là nhiều mũi khoan này. Đây, cái hộp đựng máy có logo dập nổi của Hukan rất là đẹp và chắc chắn như này luôn cho em. Phía bên trong đấy các bác này. Để em sẽ mở phía bên trong cho các bác quan sát nhé. Đây, phía bên trong thì vẫn sẽ có đầy đủ là một máy này, kèm theo có tay cầm. Đấy, và các bác vẫn có là 3 mũi khoan và 2 mũi đục như này luôn nhé. Đấy, 3 mũi khoan, 2 mũi đục. Và có một đôi chổi than như này nữa. Đó. Đây, máy của Hukan, hàng thương hiệu chính hãng cho em. Máy 3 chức năng, logo dập nổi có đảo chiều. Đây, đầu 2-26 nhá. Công suất là 1050W này. Đấy, con này thì nó sẽ sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Đấy, công suất cực đại 1050W, các bác xài cực kỳ là ok luôn. Cái này thì các bác gọi xem là máy khoan bê tông của Hukan, giá cho các bác là 1.100.000. Đấy, 1.100.000 máy bê tông của Hukan. Mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, đó là một số những cái mẫu sản phẩm của máy khoan bê tông 3 chức năng. Đấy là máy các bác sử dụng điện trực tiếp 220 nhé. Còn bác nào mà muốn sử dụng máy pin thì là bên em cũng có luôn. Đấy, các bác có thể lựa chọn cái con máy bê tông pin của Hukan này. Đấy, logo dập nổi luôn này các bác này. À, với sản phẩm máy pin thì nó sẽ có đầy đủ chọn bộ cho các bác, là bao gồm một thân máy nhá, 2 pin và 1 sạc. Cái này thì không có theo mũi khoan mũi cắt. Đây là thân máy này các bác này. Thân máy sẽ sử dụng chân pin phổ thông và các bác đi theo có 2 quả pin 10 xem này cho. Đấy, máy 3 chức năng mà có đảo chiều đây. Máy 3 chức năng đầu gài nhá. Có đèn led đây này. À, bộ này nó sẽ có 2 quả pin, một quả pin em lắp ở trong máy và một quả pin dự phòng như này luôn cho các bác ở phía bên ngoài nhá. Và ngoài ra thì nó còn có thêm là một cái tay cầm máy này. Đấy, và một cái sạc nữa. Một cái sạc pin như này nữa nhá. Thì cái bộ này ngày hôm nay là em cũng thanh lý luôn cho các bác luôn. Thì giá của nó sẽ là 2.300.000. Đấy, 2.300.000 là máy bê tông pin của Hukan nha các bác. Con này chạy động cơ từ không chổi than rất là ok luôn. Và pin thì là sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, cực kỳ là tiện lợi cho các bác nhà mình. Đó là một số các mẫu sản phẩm của máy khoan bê tông. Đấy, các bác có thể là lựa chọn khoan bê tông pin hoặc là khoan bê tông điện. Đấy, ngoài ra thì hôm nay thì bên em cũng còn có rất là nhiều các mặt hàng. À, em sẽ thanh lý hết cho các bác nhà mình luôn. Đấy, trước tiên là hôm nay là em còn mấy cái... Đây là cái hộp bàn chải đánh răng này các bác ơi. Hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc thì cái hộp này nó sẽ có 30 chiếc nhé. Đây,
30 chiếc bàn chải như này, ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Giá là 180.000. 180.000 thôi. Các bác sẽ sở hữu nguyên một hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc có 30 chiếc luôn nhá. Đấy, lông bàn chải rất chi là mềm và mịn, phù hợp cho người lớn và trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được luôn. Và giá niêm yết ngoài thị trường là sẽ là 32.000 này các bác này. Khi mà các bác mua ở ngoài các siêu thị hay các cửa hàng thì mua một chiếc bàn chải như này sẽ có giá là 32.000 rồi. Nhưng mà ngày hôm nay bên em còn mấy hộp nữa thôi, nên là em sẽ thanh lý lốt cho các bác với mức giá là 180.000 thôi. Đấy, 180.000 các bác được miễn phí ship và được chọn bộ đầy đủ nguyên hộp như thế này, có 30 chiếc bàn chải cực kỳ là rẻ các bác nhá. Đấy, giá là siêu siêu hấp dẫn cho các bác. Số lượng còn rất là ít, nên là bác nào mà đang quan tâm chốt cái mã này thì nhanh tay. Đấy, gọi cho em là máy, gọi cho em là hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. 30 cái. Giá cho các bác là 180.000 nha các bác. Các bác lưu ý khi mà đặt mua sản phẩm ở trên mạng thì là các bác nhớ là đặt cho em đúng tên mã nhá, đúng tên mã em nói trên này để bên em chốt đơn cho các bác không bị sai. Đấy, thì đây là một cái bộ dao kéo Nhật nữa này các bác này. Bộ dao kéo làm bếp rất chi là ok. Cái bộ này em còn chừng độ 2-3 bộ nữa nhá, em sẽ thanh lý nốt cho các bác luôn. Bộ này thì nó sẽ có một combo 6 món này, một kệ để dao này. Đấy, và phía trong này thì các bác sẽ có một cái combo sản phẩm 3 dao, 1 kéo, 1 đũa, một kệ. Đấy, tổng 6 món chỉ với mức giá là 250.000 thôi. Đấy, các bác không nghe nhầm nhá, 250.000 các bác được miễn phí ship. Đấy, một kéo này, một đũa này, và sẽ có 3 dao. Đây, một con dao gọt hoa quả này. Đấy, để em sẽ quay chi tiết chọn bộ đầy đủ cho các bác được tham khảo cho được kỹ này. Đấy, hai con dao đấy nữa. Đây là con dao thái nha các bác nhá. Đấy, con dao thái này. Đây là con dao chặt này. Đó, và đây là con dao gọt hoa quả này, đây là cái dũa này, dũa mài dao này, kéo này, và cái kệ để dao nhá. Đấy, kệ để dao đây. Thế là một tổng bộ là sẽ có combo 6 món như này cho các bác luôn, chỉ với mức giá là 250.000 thôi, các bác được miễn phí ship. Và dao thì chất liệu của nó sẽ là chất liệu thép trắng cao cấp, để các bác sử dụng rất chi là bền, sạch sẽ và sắc ngọt luôn cho các bác nhá. Chỉ với mức giá 250.000 thôi, số lượng có hạn, nên là bác là chốt cái mã này thì là nhanh tay cho em này. 250.000 đồng một bộ dao kéo như thế này. Đấy, giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Ngoài ra thì là các bác còn được bao miễn phí ship về đến tận nhà, nên là các bác cực kỳ là yên tâm nhá. Tiếp theo thì là ngày hôm nay là bên em còn một ít cái lõi lọc nước đa năng này các bác này. Đây là loại số 1 nhá, đây là loại số 2. Đấy, và đây là loại số 3 này. Một bộ lõi lọc nước 3 quả như này em trên các bác giá là 100.000, miễn phí ship luôn. Đấy, còn đây là loại số 4. Loại số 4 là quả SO như này. Các bác nào mà lấy một bộ 4 quả như này sẽ là 280. Còn các bác nào lấy bộ 3 quả 123 sẽ là 100.000. Lấy riêng một quả số 4 như này là 200.000. Các bác đi chung 4 quả em tính 280.000. Đấy, giá bao rẻ cho các bác. Đây là loại lọc nước đa năng nhá. Loại lọc nước đa năng nên là các bác sử dụng cho máy lọc nào cũng được luôn. Đấy, từ Kangaroo này hay là Carofi hay là Aqua, các bác đã vận nắp vừa hết nên là các bác yên tâm, nói là nước đa năng thôi nhá. Và mỏ hàn xưng thì là bên em sẽ có cái mã mỏ đỏ này, công suất là 100W, mỏ đồng nha các bác. Giá cho các bác là 170.000, là bên em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, các bác nào mà muốn chốt mỏ hàn thì có thể là để lại số điện thoại hoặc alo trực tiếp cho bên em, 170.000 thôi, các bác được miễn phí ship này. Theo ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác cái mã máy mài cắt cầm tay này của HTCom. Đấy, ngày hôm nay là sẽ có một cái phần quà rất là có giá trị là em sẽ chi ân cho các bác. Với cái bộ sản phẩm này em sẽ chi tiết cho các bác đầy đủ nhá. Đấy, trước tiên là các bác sẽ có một máy này. Đây, mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn như này. Phụ kiện đi theo các bác sẽ có ốp bảo vệ này, tay cầm máy này, đấy, tay mở máy này, và một đôi chổi than như này luôn nhá. Đấy, phụ kiện rất chi là đầy đủ. Ngày hôm nay em sẽ xả kho thanh lý cái mã này với mức giá là 399.000, miễn phí ship và tặng kèm thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này luôn. Đấy, máy thì là máy HTCom, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút, công suất của máy sẽ là 720W nha. Con này nó sẽ sử dụng công tắc gà đuôi rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Phía dưới này nó có những cái ô thoáng ở hai cái đuôi máy này này. Đấy, nên là khi các bác sử dụng máy nó sẽ thoáng khí rất chi là mát máy nhá. Chổi than nắp bên ngoài các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản luôn.
Con này thì là hàng công ty chính hãng, dây đồng ruột dài, máy một tấc. Để các bác cứ sử dụng lưỡi cao lưỡi mài phim 100 là ok. Giá chỉ có 399.000 thôi. Nguyên bộ sản phẩm có máy tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi, tặng thêm một đôi chổi than, và kèm có cả một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này cho các bác. Giá quá là rẻ phải không các bác? Đấy, bác làm mà nhanh tay chốt thì sẽ có đôi, bởi vì là cái mã này bên em hôm nay là còn đúng một thùng duy nhất thôi. Nên là các bác mà đang quan tâm thì bạn nhanh tay đặt hàng nhá. Giá cho các bác là 399 nha, được miễn phí ship và có kèm theo quà tặng luôn. Đó, tiếp theo thì là hôm nay em còn đây là cái kẹp dòng, đồng hồ kẹp dòng nha các bác. Đấy, cái mẫu mã này thì rất chi là đẹp và rất là quen thuộc với các bác thợ rồi. Riêng cái đồng hồ này á, là các bác có một cái hộp, đây có một cái túi vải như này, rất chi là bền nhá. Và phía bên trong thì nó sẽ có nguyên bộ như này, một đồng hồ này, một đôi bi này, một đôi que đo này, và đo nhiệt độ này nữa. Đấy, thì với cái kẹp dòng này giá cho các bác là 280.000, 3266 TDLGT coi nhá. Một cái đồng hồ đa chức năng, các bác vừa có thể kẹp dòng, đo thông, đo tụ, đo chở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo được các kiểu luôn. Đấy, nói chung và nó còn có một cái chức năng chính, một cái chức năng rất là quan trọng nữa, đó là khi mà các bác cắm nhầm điện và đồng hồ nó cũng sẽ không bị chập cháy đồng hồ nhá. Sử dụng rất là ok và bền bỉ luôn cho các bác. Giá cho các bác là 280.000. Để bác nào chốt cái mã này thì gọi cho em là cái đồng hồ kẹp dòng màu vàng nha các bác nhá. Giá cho các bác là 280.000. Đây là đồng hồ kẹp dòng, còn bác nào mà muốn lấy cái đồng hồ thông mạch thì là bên em có cái đồng hồ này. Đây, cái đồng hồ này thì là đồng hồ thông mạch này. Đồng hồ thông mạch có hiển thị điện tử nhá. Cái đồng hồ này các bác gọi cho em là đồng hồ trắng nhé. Cái vỏ hộp nó màu trắng này, các bác cứ gọi cho em là đồng hồ trắng là nhân viên bên em sẽ biết cái đồng hồ này. Đấy, đồng hồ trắng hoặc là đồng hồ đo thông mạch có hiển thị điện tử nhá. Đây. Đấy, phía mặt sau này có này. Rất chi là đẹp luôn nhá. Đó, cái đồng hồ này thì giá của nó sẽ là 220.000. Đó. Mẫu rất chi là đẹp luôn. Cái này thì các bác cứ gọi xem là đồng hồ trắng hoặc là đồng hồ đo thông mạch có hiển thị điện tử. Cái này nó kèm theo cả một quả pin 9V này và một đôi que đo này cho các bác luôn nhá. Giá cho các bác là 220.000. Đấy, 220.000. Em miễn phí ship luôn nha các bác nhá. 220.000 là các bác còn được miễn phí ship luôn. Giá rất chi là rẻ luôn nhá. Đấy, còn đây là kính điện tử này các bác này. Bác nào mà hay dùng máy hàn thì các bác mua kính này cho em, 150.000 thôi. Đấy, nó sẽ có một kính này và hai gọng này, về các bác lắp lại là các bác sử dụng nhá. Đấy, một kính và hai gọng như này, à, kèm theo một cái dây đeo này luôn nhá. Giá cho các bác là 150.000, các bác gọi xem là kính hàn điện tử nhá, 150.000, miễn phí ship luôn này. Kìm hàn này các bác này, kìm hàn là 35.000 này. Riêng cái kìm này để em tương tác cho các bác là không có bao ship nhá. Đấy, kìm rất là to khỏe luôn. Giá cho các bác là 35.000, 35.000 một cái kìm hàn như này. Đấy, còn kho gam mili là em sẽ có kho một mỏ này là 120 là kèm theo cái thuốc hàn và que hàn luôn, các bác được miễn phí ship nhá. Còn kho hai mỏ là 150 là không có kèm theo thuốc hàn và que hàn. Đấy, về các bác lắp vào cái bình gam mili như này là các bác sử dụng được. Kho hai mỏ thì sẽ là 150, còn kho một mỏ là 120.000 như này cho em này. Máy cạo râu bằng pin thì giá sẽ là 160.000 đây. Đấy, cạo râu bằng pin là 160.000 miễn ship cho các bác này. Đấy, trong này nó sẽ có nguyên một bộ nhá, một máy này, một lưỡi cạo sơ cua và một cái sạc này, kèm theo một cái chổi quét râu như này cho các bác luôn. Đấy, cạo râu bằng pin thì chỉ có 160 thôi, nhưng mà các bác sử dụng nó rất chi là bền luôn nhá. Sử dụng cực kỳ là đơn giản luôn. Bên trong này nó sẽ có hai cái công tắc cho các bác này. Đấy, sử dụng thì các bác cứ mở cái lắp đậy này ra cho em nhá. Đấy, mở lắp đậy này ra hai công tắc đây. Công tắc này bật lên thì nó sẽ có cái lưỡi cạo để tóc mai này. Đấy. Còn bật công tắc này lên là máy chạy là hoạt động được, là các bác cạo râu phần này nhá. Đấy, còn một chiếc gương soi ở đây nữa. Các bác vừa cạo râu này, soi gương để tóc mai được luôn. Giá chỉ có 160.000 thôi, rất chi là rẻ nha các bác. Đấy, các bác gọi cho nó máy cạo râu bằng pin, 160.000, miễn phí ship cho các bác nhá. Đấy, còn tiếp theo thì là hôm nay em có một ít pin của Hukan á, pin 15 xe này này. Đây, pin 15 xe của Hukan trên pin phổ thông nhá, em thanh lý cho các bác giá 530.000 miễn phí ship nha. Đấy, mẫu mã rất chi là đẹp luôn. Còn đây là kéo bonsai này, kéo bonsai Nhật nha. Giá cho các bác là 150.000 miễn ship, được tặng kèm theo một cái lò xo nhá. Đấy, cái này là riêng, cái này được tặng kèm theo cái lò xo dự phòng. Đấy, lưỡi thép là chống rỉ này, rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn cho các bác. Các bác gọi cho em là kéo bonsai Nhật nha. Giá là 150.000. 150.000. 150.000 miễn phí ship cho các bác nhá. Đi vào trong nhà em anh. Đấy, cái kéo bonsai Nhật này, anh đi vào trong nhà có người. Kéo bonsai Nhật là 150.000 là bên em miễn phí ship cho các bác nhá.
Còn đây là cái bộ lam xích này các bác này. Bộ lam xích thì ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Nếu bác nào có máy cắt cầm tay rồi, các bác có thể lấy cái bộ lam xích này là 180.000 nhá. Lam xích 12 inch này. Cái này nó sẽ có nguyên bộ như này luôn này. Đấy, cái này nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm này. Sẽ có lam này, xích này, đây ốp chắn này, tay cầm này, và có cả bình đựng nước như này nhá. Lá chắn đây. Đấy, đầy đủ ốc cho các bác về các bác lắp đặt này. Xích này và lam nhá. Cái lam này nó sẽ dài 34 cm này. Đấy, bộ lam xích 12 inch rất chi là đẹp luôn. Các bác lắp vào những cái máy mài một tấc, máy bi hoặc máy điện nhá. Giá cho các bác là 180.000 một bộ thôi. Đấy, bộ lam xích rất chi là đẹp và chắc chắn như này. Đấy, nó có từ phần này quay trở đây. Đấy, giá cho các bác là 180.000 thôi, rất chi là rẻ nhá. Và hôm nay em còn mấy cái máy thổi thủy tinh này, thân máy thổ bụi pin là ngày hôm nay thanh lý cho các bác giá là 400.000 thôi. 400.000 một cái thân máy thổ bụi pin như thế này. Đấy, rất chi là rẻ luôn. Có một thân máy này, một cái ống thổi này và một cái túi đựng bụi như này luôn nhá. Giá cho các bác là 400.000. Đây. Sử dụng chân pin phổ thông nhá. Đấy, các bác cứ có những cái quả pin chân pin phổ thông như này là các bác lắp vào đây là các bác sử dụng được luôn. Đấy. Không theo pin sạc nhá. Bác nào mà có pin sạc rồi thì mua thân máy là 400. Còn bác nào mà chưa có pin sạc thì báo bên em để mua thêm pin sạc nữa thì về các bác mới sử dụng được nhá. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết cho các bác cái, đây là cái súng phun sơn điện, máy phun sơn điện bò xa này các bác này. Đấy. Máy này thì sẽ có giá là 650.000. Đây. Máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn cho các bác nhà mình nhá. Đấy, đây. Sẽ có đủ bộ luôn cho các bác này. Đây. Đấy, sẽ có đủ bộ như thế này. Về các bác lắp đặt lại thôi là các bác có thể sử dụng được nhá. Các bác gọi cho em là máy phun sơn điện nhá. Máy phun sơn điện của Bosa. Đấy, con này công suất của nó sẽ là 750W nhá. Giá cho các bác là 650.000. Đấy, 650.000. Các bác được miễn phí ship nhá. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết với các bác một số các mẫu máy khoan pin. Đây là máy khoan pin của Makita này các bác này. À, em xin lỗi, đây là Hitachi. Em sẽ có Hitachi và Makita nhé. Máy 3 chức năng như thế này. Đấy, 3 chức năng đầu 13 ly này. Có 2 pin 10 cell chân pin phổ thông, một sạc như này nữa. Đấy, giá cho các bác là 1.050.000. Đây, đang hết pin rồi các bác. Đấy, bộ này là 1.050.000 là của Hitachi và Makita nhé. Máy 3 chức năng như này. Hitachi là màu xám, còn Makita thì nó sẽ là màu xanh. Đấy, các bác có thể lựa chọn màu phong thủy. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Tiếp theo là đây là bộ máy của Makita. Đây là khoan pin của Makita. Khoan pin của Makita là hôm nay là cái mã này là mã pin 5 cell nhá các bác nhá. Mã pin 5 cell. Bộ này nó sẽ có một thân máy này. Máy này chạy động cơ có than và sẽ có hai quả pin như này luôn cho em. Đấy, hai quả pin 5 cell, một sạc và một bộ phụ kiện như này nhá. Đấy, bộ này hôm nay em thanh lý các bác giá 550. Đấy là gọi là cho em là máy Makita pin 5 cell. Con này máy 3 chức năng nha. Và hôm nay thì bên em còn sót kho một ít máy bu lông của Hitachi. Đây, máy bu lông của Hitachi thì là ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác giá là 750. Là nó sẽ có nguyên bộ như này, bao gồm một thân máy này, hai pin nha. Và một sạc, cái này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông và hai quả pin 10 cell luôn. Đấy, cái này đang hết pin nên là em không cho máy chạy thử cho các bác được này. Đấy, này. Cái này nó sẽ chỉ được 2 lít chế độ nha các bác. Máy chạy động cơ từ không than rất là ok luôn. Giá chỉ có 750.000 thôi. Nguyên bộ sản phẩm như này. Còn rất là ít nha các bác nhá. Tiếp theo thì là ngày hôm nay em sẽ còn mấy cái bộ máy cưa xích pin này các bác này. Bộ cưa xích pin này em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Là 800.000 là nó sẽ có một lam và một xích nhá. Đấy, và cái đoạn này nó sẽ theo cho các bác là cái lam dài. Hai pin này, hai pin châu 10 cell chân pin phổ thông như này. Một sạc luôn nhá. Đấy, kèm theo có sạc này. Thân máy này. Giá cho các bác là 800. Đấy, chạy rất là êm luôn. Các bác gọi cho em là máy cưa xích pin nhá. Cưa xích pin hai pin 10 cell. Giá cho các bác chỉ có 800.000 thôi. Các bác được cưa xích này. Tiếp theo là ngày hôm nay là em còn quan tâm cái con máy VKX1 thì các bác để chốt trong cái buổi ngày hôm nay sẽ có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác với cái bộ VKX1 Pro máy bu lông 2 trong 1 nhé. Bộ này thì nó sẽ có bao gồm một thân máy này, hai
hai quả pin cho các bác. Một pin 10 cell, một pin 15 cell. Một sạc này, một dây đeo này, một khẩu 22 một đựng. Đấy, máy thì bao đẹp cho các bác luôn. Con này nó sẽ chạy động cơ không than nhé. Quả búa rất là to khỏe này các bác này. Đấy, bộ này hôm nay giá của nó sẽ là 1.400.000. Nhưng mà khi mà các bác mua cái bộ này, em sẽ tặng kèm thêm cho các bác một cái bộ đầu khẩu 14 chi tiết như này, từ khẩu 6 đến khẩu 19 nhá, khẩu chưa lục giác. Cái bộ này đang trị giá là 250.000, em sẽ tặng thêm cho các bác. Với những bác nào mà chốt cái bộ bu lông của Hitachi, em xin lỗi, bu lông của Hukang X1 vào rồi, giá 1.400.000, tặng kèm theo bộ khẩu 14 chi tiết. Đấy, giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Tiếp theo thì đây là con máy Hukang đầu kẹp 13 ly. Đấy, con này thì nó sẽ là đầu 13 ly 3 chức năng này. Model của nó sẽ là HK533BL. Bộ này sẽ có một thân máy nhá, hai quả pin 10 cell và một sạc như này cho em. Giá cho các bác là 1.250.000. Đấy, máy 3 chức năng, chạy động cơ từ không chổi than, pin trong 10 cell, giá 1.250.000 thôi nhá. Đấy, một con máy rất chi là đẹp và chắc chắn như này nữa cho các bác này. Đây, tiếp theo thì đến cái bộ này, một cái bộ máy bu lông này, bu lông 2 trong 1, hàng nội địa Trung Quốc nha. Đấy, hàng nội địa Trung Quốc như này, đầu bu lông rỗng cho em, có hai pin 10 cell nhá, một thân máy một sạc. Đấy, một khẩu 22 nữa, bên này một khẩu 22 này, một dây đeo một đựng như này nữa nhá, nó sẽ có đầy đủ như này luôn cho các bác này. Đấy, cái này em sẽ thanh lý cho các bác, giá là 950.000, giá rất là êm luôn. Cái này các bác gọi cho em là máy bu lông nội địa Trung Quốc màu xanh đi. Đấy, các bác gọi cho em là bu lông nội địa Trung Quốc này, máy kinh vào rồ đây. Đó, giá cho các bác là 950.000 nhá, 950.000. Cái này em còn đúng một thùng thôi, một thùng 5 chiếc. Bác nào chốt thì nhanh tay cho em này, 950.000. Các bác gọi cho em là bu lông kinh vào rồ đi, bu lông nội địa Trung Quốc kinh vào rồ. Đấy, giá cho các bác chỉ có 950.000 thôi, miễn phí ship luôn nha các bác nha. Đấy, một cái mức giá rất là hấp dẫn thôi. Tiếp theo thì này, em còn mấy cái thân của Huka này này, thay nghỉ thêm cho các bác nhá. Đấy, hôm cho các bác hỏi em cái thân kéo cắt cành này rất là nhiều luôn. Hôm nay thì nó có hàng rồi này. Đấy, thân kéo cắt cành, cái thân này thì cái rất chi là to khỏe luôn. Đó, nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông nhá, các bác dùng pin 10 cell, 15 cell đều được. Thân máy là 1.700.000.